Xin được gửi lời chào tới quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang quay trở lại với chương trình livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Chương trình Văn Lang Q&A số 15. Ngày hôm nay Minh Khoa rất là vui mừng khi được quay trở lại với Văn Lang Q&A. Nhưng mà khác với tập trước đó thì ngày hôm nay Minh Khoa sẽ được đồng hành cùng với các thầy cô trong khoa kế toán kiểm toán để giải đáp tất tần tật những thắc mắc trăn trở của quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh xoay quanh ngành kế toán. Quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, có thể nói kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một công ty hay doanh nghiệp nào. Và khi mà tìm hiểu về ngành kế toán thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ đưa ra cho mình những câu hỏi như là học kế toán là học gì và ra trường thì mình sẽ làm gì, phải không ạ? Và nếu như quý vị có những thắc mắc đó thì ngày hôm nay suốt 90 phút của buổi tối này chúng tôi sẽ giải đáp tất tần tật và các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh cũng đừng ngần ngại mà hãy comment ở phía bên dưới livestream ngày hôm nay và ban biên tập của chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến cho tất cả những thầy cô tham gia trong buổi tối ngày hôm nay trả lời một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng Văn Lang Q&A tìm hiểu về ngành kế toán. Ngày hôm nay ở studio của chúng tôi, Minh Khoa xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Tăng Trí Hùng, Phó trưởng khoa kế toán kiểm toán. Và em xin mời thầy gửi lời chào đến quý phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Cảm ơn Minh Khoa. Trước hết xin phép cho tôi được gửi lời chào trân trọng đến quý vị phụ huynh học sinh và các em thân mến. Hôm nay thì khoa kế toán kiểm toán của trường Đại học Văn Lang có buổi trao đổi với các em cũng như các quý vị phụ huynh và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ được gặp các em với một tư cách là sinh viên khoa 28 ngành kế toán kiểm toán Văn Lang. Rất mong gặp các em. Dạ, em cảm ơn thầy Hùng ạ. Và các bạn ơi, tiếp theo thì Minh Khoa xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Vân. Cô là phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán. Dạ, bây giờ thì em xin mời cô gửi lời chào đến các bạn ạ. Cảm ơn Minh Khoa. Dạ, xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Thì rất vui là chào đón các bạn đến với cái buổi là livestream về tư vấn tuyển sinh với ngành kế toán hôm nay. Thì hy vọng là cái buổi livestream hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Xin chào các bạn. Dạ, em cảm ơn cô Vân ạ. Và Minh Khoa tin chắc rằng là với hai thầy cô là bộ đôi tư vấn xịn sò của chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện cởi mở và mang lại nhiều thông tin thiết thực đến cho tất cả quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh trong suốt 90 phút. Và một thông tin mà đây là một điều rất là đáng tự hào của khoa kế toán kiểm toán nói riêng và trường Đại học Văn Lang nói chung, đó là vừa qua ngành kế toán của trường mình đã đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUNQA. Đây là một thành tựu rất là đáng tự hào. Một lần nữa thì em xin được gửi lời chúc mừng tới thầy Hùng, cô Vân và cũng như là khoa kế toán kiểm toán. Thầy cô có thể chia sẻ một chút xíu là về cái cột mốc này thì nó mang ý nghĩa như thế nào với 27 năm đào tạo về ngành kế toán của Văn Lang Dương mình được không ạ? Và bây giờ thì em xin mời thầy ạ. Vừa qua thì ngành kế toán kiểm toán của Đào Văn Lang đã đạt chuẩn của AUN. Thế thì cái cuộc kiểm định này nó mang tầm vóc quốc tế, một lần nữa nó khẳng định cái thương hiệu, cái vị trí, cái vai trò của ngành kế toán kiểm toán của Đào Văn Lang trước một cái nhu cầu mà đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội. Thì đây cũng là một cái bước đầu tiên khởi đầu mà nằm trong cái chiến lược dài hạn của nhà trường. Tức là cái chiến lược phát triển nhà trường bao gồm những về cải tiến về chương trình đào tạo, về giáo trình, về nội dung giảng dạy, về năng lực giảng viên v.v. Và tất cả những cái thành tựu ngày hôm nay nó là bắt đầu cho một cái sự vượt bậc. Và sắp tới là Văn Lang sẽ tiến xa hơn nữa. Và tôi cũng xin trân trọng giới thiệu là cô Phương Vân là một giảng viên, một cán bộ giảng dạy rất là lâu năm ở Đại học Văn Lang. Cô sẽ cung cấp nhiều một số thông tin nữa cho quý vị có thể hiểu thêm về ngành kế toán kiểm toán Đại học Văn Lang. Mời Vân. Dạ, em cảm ơn thầy. Thật sự ra kết quả của ngành kế toán của Văn Lang đạt được nó đến từ chính cái định hướng đúng đắn của từ trường Đại học Văn Lang. Thì gần đây các bạn xem thông tin thì bạn sẽ thấy Văn Lang là một được vinh dự là một trong những trường đại học đầu tiên đạt được cái chuẩn kiểm định QS 4 sao. Thì QS nó chính là cái hệ thống đánh giá xếp hạng có uy tín, danh giá và lâu đời. Đạt được cái chuẩn kiểm định QS này cho thấy được là Văn Lang là đang ngày càng tiệm cận với cái môi trường giáo dục của các trường đại học quốc tế xuất sắc. Và điều này cũng thể hiện cho thấy được là Văn Lang đang ngày càng thể hiện được cái khát vọng muốn trở thành một cái trường đại học được ngưỡng mộ ở châu Á. Thì đây chính là cái tầm nhìn của Văn Lang.
và khoa kế toán kiểm toán của trường Đại học Văn Lang cũng đã xác định được cái tầm nhìn của mình là phải thực hiện được cái tầm nhìn của trường. Và khoa kế toán kiểm toán của Văn Lang đã xác định cái yếu tố về chất lượng, nó chính là cái yếu tố then chốt và cần phải được ưu tiên. Và cái này sẽ được thể hiện trong cái công việc hàng ngày, trong cái công việc của các giảng viên của khoa kế toán tại Văn Lang. Và cái việc đạt được cái chuẩn kiểm định AUNQA, điều này sẽ mang lại cái ý nghĩa rất to lớn và có ích cho sinh viên của ngành kế toán của Văn Lang. Nó giúp tạo cái cơ hội việc làm cho các em ở tầm khu vực và mở rộng lên cả thế giới. Thì cái điều này rất là có ý nghĩa đối với toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên và đồng thời các em sinh viên của ngành kế toán của Đại học Văn Lang. Yeah. Em xin được cảm ơn thầy Hùng và cô Vân ạ. Các bạn thân mến, cô Vân của chúng ta là một gương mặt quen thuộc đại diện cho trường Đại học Văn Lang trong nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận. Và cô ơi, với kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh nhiều năm và cũng như là nhiều nơi của mình, thì theo cô, những câu hỏi mà cô nhận được nhiều nhất ở các bạn học sinh khi mà mình tư vấn về ngành kế toán là câu hỏi nào vậy cô ha? Thật sự ra thì mình cũng đi tham gia nhiều cái buổi về tư vấn tuyển sinh và rất nhiều câu hỏi đặt ra đối với ngành kế toán. Thì có những câu hỏi rất là dễ thương và thiết thực từ các em, chẳng hạn như là em hỏi là cô ơi, em là nam thì em có học được kế toán hay không? Hay là đối với ngành kế toán thì là em không học giỏi toán thì em có học được ngành kế toán hay không? Hoặc thậm chí có những câu hỏi hết sức là nghiêm túc và thể hiện cái sự đầu tư, cái sự quan tâm của em đối với ngành nghề. Ví dụ như là thời gian đây thì em hay hỏi những cái câu là cô ơi, với cái sự phát triển của công nghệ 4.0 rồi AI rồi trí tuệ nhân tạo như vậy á, thì liệu là ngành kế toán còn cái sức hấp dẫn nữa hay không? Thì đó là những câu hỏi mà cô hay nhận được từ các bạn. Thì nhân tiện ở đây thì cô cũng xin chia sẻ với các bạn một cái câu hỏi mà nó có cái sự quan tâm của các bạn gần đây nhất, đó chính là sự ảnh hưởng của công nghệ 4.0 đã ảnh hưởng đến nghề kế toán như thế nào. Thì như các bạn biết thì cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề trong riêng về kế toán, và do đó kế toán không phải là một cái ngoại lệ. Và bạn thấy được là kế toán là một cái công việc mà nhân viên phải tuân thủ, công việc mang tính chất là tuân thủ nhiều cái nghiệp vụ. Vậy thì liệu là với sự phát triển của công nghệ thì cái nghề kế toán còn có còn nữa hay không, hay là với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đi thì công việc kế toán nó sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao? Thì thực sự ra rất nhiều cái vấn đề được nghiên cứu, nhiều cái hội thảo, các chủ đề, nhiều cái đề tài nghiên cứu về vấn đề này thì đều đã cho thấy được cái kết quả là thực sự ra cái yếu tố con người nó sẽ rất là quan trọng, nó quyết định được cái hiệu quả công việc của ngành nghề kế toán. Và nếu mà các bạn nhìn ra một cái góc rộng hơn thì các bạn sẽ thấy thực sự ra thì với ảnh hưởng của công nghệ 4.0 nó đang hỗ trợ cho các bạn rất nhiều và đang tạo cơ hội cho cái người kế toán họ làm tốt hơn công việc của mình. Cô ví dụ như là hiện tại một cái người kế toán nó sẽ rút ngắn được khoảng cách địa lý. Người kế toán Việt Nam có thể làm được công việc kế toán ở một cái nước khác. Hay là với sự phát triển của công nghệ thì người kế toán người ta có thể là tiếp cận được những cái phần mềm kế toán nó hiệu quả hơn, với chi phí tốt hơn, và thậm chí là người ta có thể thu thập được nhiều cái dữ liệu mà trước đây á, là nếu chúng ta làm thủ công chúng ta sẽ rất là khó thu thập. Thì điều này sẽ giúp được là cho các bạn là gì? Có được những thông tin rất hữu ích, giúp cho cái người mà ra quyết định kinh tế họ sẽ có được những quyết định nó hiệu quả hơn, đúng đắn hơn. Thêm vào đó thì bạn sẽ thấy được là đối với ngành kế toán thì cái công nghệ thông tin nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Và thực sự ra ngành kế toán nó không phải là bạn nói là phát triển công nghệ thì nó sẽ giới hạn được nhu cầu ảnh hưởng đến công việc kế toán, nhưng thực ra là gì, luôn luôn cần những người kế toán có chất lượng. Và khi đó là cái người kế toán người ta phải hiểu được, người ta phải đọc được những cái dữ liệu, những cái báo cáo đó, phải chuyển những cái thông tin nó thành những con số biết nói để giúp cho cái người lãnh đạo doanh nghiệp ra được những quyết định kinh tế. Đó là một số cô chia sẻ với các bạn về cái thắc mắc mà gần đây cô rất hay nhận được từ các bạn sinh viên. Yeah. Tức là yếu tố con người vẫn là then chốt, công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ thôi, đúng không? Đúng rồi. Và những bạn học sinh mà đặt những câu hỏi mang tính thời sự như vậy, rõ ràng là những bạn mà rất là quan tâm đến cái ngành này. Cho nên là các bạn cũng mong muốn là chọn đúng ngành để có một cái tương lai sáng rạng hơn. Và quay trở lại với ngày hôm nay thì em xin mời cô cũng như là thầy Hùng sẽ quay trở lại một chút xíu với cái thời mà mình cũng như là các bạn học sinh, thời điểm mà mình
đau đầu và để chọn ngành, chọn nghề cho phù hợp để mình bước vào cánh cửa đại học, thì không biết là cái thời điểm đó thì các thầy cô có từng đặt ra trước cho mình một cái vị trí công việc mơ ước không ạ? Và tới thời điểm bây giờ thì là thực tế nó có khác gì so với ước mơ ngày xưa của thầy cô không ạ? Dạ, bây giờ thì anh xin mời thầy Hùng ạ. Rồi. Chắc có lẽ là thầy xin phép thầy nói trước. Thì thầy đến với cái nghề kế toán cũng là một cái duyên. Tức là sau khi thầy đi bộ đội về năm 1984, thầy bắt đầu là bước vào cái nghề kế toán bằng những cái lớp ở Hội Trí thức Yêu nước rồi tại Phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì thầy bắt đầu làm kế toán ở một cái công ty thương nghiệp của một huyện. Và trong đồng thời đó, qua cái việc đó, tức là thầy cũng trải qua rất là nhiều sự thay đổi thăng trầm của kế toán. Từ lúc mà kế toán chỉ tính bằng những cái bằng tính gỗ đấy, rồi tới những cái máy tính mà cắm điện vô, rồi sau đó là tất cả những cái con số lúc đó là phải viết tay, chứ không có được máy photocopy như bây giờ, và toàn bộ là làm tay hết. Đến một cái mùa quyết toán như thì rất là vui, tức là toàn bộ anh em trong phòng kế toán đều phải thức đêm để mà ghi nhận và làm sổ sách và phải chép lại tất cả những báo cáo này để nộp cho các cơ quan quản lý cấp trên. Thế thì qua rất nhiều cái giai đoạn thì chúng ta thấy rằng là cái kế toán phát triển, và như vậy là thầy cũng như tất cả những đồng nghiệp khác cũng có những cái tự trau dồi, tự rèn luyện để mình bắt nhịp kịp những xu thế phát triển đó. Thế thì với cái nghề nghiệp hiện nay là thầy đeo đuổi, đó là sau khi mà thầy hoàn thành những cái công việc ở doanh nghiệp thì bắt đầu thầy dùng những cái kiến thức của mình, những kinh nghiệm của mình để thầy truyền đạt lại cho các em. Đó là một cái cách cũng như là để mình trả ơn với đời. Cuộc đời cũng cho mình nhiều thứ, thì bây giờ mình trả lại bằng cái cách là mình chia sẻ những kiến thức, những nghề nghiệp. Thì với nghề kế toán này là thầy hy vọng rằng là các em có thể là gia nhập vào cái khoa kế toán đọc Văn Lang thì sẽ gặp được rất là nhiều thầy cô, và thầy cô sẽ hướng dẫn cho em nhiều thứ lắm, chia sẻ rất là nhiều. Ở khoa thì toàn là những thầy cô là vừa có tuổi đời vừa có tuổi nghề, và cái tuổi nghề rất là nghĩa là đảm bảo được cho thầy cung cấp nhiều cái kiến thức. Đó là cái giai đoạn của thầy lúc trẻ đấy, là lúc trẻ là cũng bước vào nghề như vậy. Chắc có lẽ là cô Vân sẽ chia sẻ thêm về cái cuộc đời của cô Vân trong cái lĩnh vực kế toán này. Câu chuyện của thầy Hùng chia sẻ rất là thú vị, đúng không ạ? Rất là thú vị, và chúng ta thấy một cái bề dày lịch sử trong đó. Cô xin chia sẻ với các bạn là cô đến với nghề nó là lựa chọn đầu tiên và cũng là lựa chọn sau cùng. Thì ban đầu cô cũng đến, cô đã chọn ngay từ đầu tiên khi mà tìm hiểu về các ngành nghề, khi mà viết vào cái nguyện vọng để thi, thì là mình đã chọn ngay đầu tiên, nguyện vọng đầu tiên là kế toán. Một lý do rất là đơn giản, vì kế toán là cái nghề dễ tìm việc làm và trong bất kỳ cái tổ chức nào cũng đều cần. Và thời điểm đó là mình ở quê mà, nên là mình nghĩ là mình sau khi mình tốt nghiệp, mình có được việc làm, mình sẽ giúp được rất nhiều cho ba mẹ. Chúng ta không phải chờ đợi này nọ vất vả trong việc tìm việc. Do đó là cái yếu tố đầu tiên. Và đồng thời thấy được cái, tìm hiểu được về những cái tính chất, những cái tố chất cần thiết của người kế toán, cảm thấy thì mình rất hợp với mình. Nhưng hồi xưa thì không có nhiều cái công cụ để giúp chúng ta được trắc nghiệm về nghề nghiệp đâu. Nhưng mà mình trên hai yếu tố đó, và mình đọc báo nữa, thời điểm đó thì số lượng mà kiểm toán viên á, để mà đạt được chứng nhận kiểm toán viên thực sự ra rất là ít. Và cái nghề kế toán là một trong những nghề được xã hội tôn trọng và cần trong bất kỳ một cái tổ chức nào. Do đó là cái yếu tố để mình quyết định đặt nguyện vọng, là mình đặt nguyện vọng đầu tiên là nguyện vọng là kế toán. Và sau đó thì học xong ra trường thì cũng làm ở rất là nhiều đơn vị, ở các nhiều vị trí, như từ kế toán đến tư vấn hệ thống kế toán, rồi đến là kế toán trưởng vân vân. Thì sau đó thì thật sự ra vẫn yêu thích với nghề, và mình cảm thấy mình lựa chọn rất là đúng đắn. Và chuyển đến cái giai đoạn là mình muốn chia sẻ và muốn lan tỏa cái sự yêu thích này cho tất cả mọi người và cho các em sinh viên, nên là quyết định là chuyển sang nghề là đi dạy để mình lan tỏa cái sự yêu nghề của mình. Đó là cái câu chuyện của cô. Dạ, hai thầy cô với hai câu chuyện khác nhau, nhưng mà hai thầy cô thì có chung một cái điểm, đó là mình đều lựa chọn đúng cái con đường của mình ngay từ thời mà mình đã bắt đầu lên đại học, đúng không ạ? Dạ, và có một cái vấn đề nữa mà rất là nhiều bạn học sinh quan tâm hồi nãy thì cô Vân cũng có nhắc tới,
đó là về cái thắc mắc về cái hướng đi nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán sau khi tốt nghiệp hiện nay thì có khác gì so với những năm trước không ạ? Tại vì là bây giờ thì công nghệ ngày một thay đổi rất là nhanh chóng. Dạ. Cho nên thì em sẽ mời thầy Hùng có thể chia sẻ với các bạn học sinh không ạ? Dạ. Về cái vấn đề này thì các em cũng không nên băn khoăn quá nhiều. Vì với cái sự như cô Vân trình bày hồi nãy đấy, là với công nghệ 4.0 và những cái sự phát triển khoa học công nghệ như là vũ bão, thì các em ra trường thì hoàn toàn là các em sẽ có những cái vị trí công việc rất là ổn định và thậm chí có thể phát huy hết được những cái sở học của mình trong nhà trường. Ví dụ như sau khi em tốt nghiệp ngành kế toán thì em có thể là làm kế toán, rồi có thể là mình thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề hoặc là kiểm toán viên hành nghề để mình gia nhập cái đội ngũ kiểm toán viên độc lập. Ở bên cạnh đó thì chúng ta có thể làm dịch vụ tư vấn hay là làm ở những công ty cổ phần, công ty trong tập đoàn đa quốc gia và những cái doanh nghiệp nhà nước vân vân, và rất nhiều được. Nhưng mà với kế toán là một cái công cụ thì các em hoàn toàn trở thành những nhà quản trị hoàn toàn. Thì với những cái tố chất của người kế toán là cái tính thận trọng, cái tính minh bạch vân vân, thì các em khi mà em bước sang cái nhiệm vụ quản lý, thí dụ như làm lãnh đạo của doanh nghiệp, thì các em hoàn toàn các em đáp ứng tất cả những nhu cầu này. Và thầy nghĩ rằng là cái nghề kế toán đó thì các em sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Và ngoài sau khi các em có thể làm việc một thời gian thì em tích lũy kinh nghiệm, rồi các em có thể là học tiếp lên cao và em có thể là thực hiện những công việc giảng dạy của mình để truyền đạt những kiến thức của mình, góp phần nghiên cứu để cho cái xã hội ngày càng tốt hơn trong cái lĩnh vực mà nghề nghiệp của mình. Rõ ràng là thầy rất là nêu cao cái tinh thần là đóng góp cho xã hội, đúng không ạ? Vậy còn cô Vân thì sao ạ? Cô thấy là cái hướng đi nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán sau khi tốt nghiệp hiện nay thì có khác gì so với những năm trước không cô? Nói chung thì như thầy Hùng đã chia sẻ thì nghề kế toán thì thực sự ra không phải là khó học, và thực sự ở đây cũng không có phân biệt. Các bạn lưu ý là không có cái sự phân biệt ngành nghề nào, chỉ ngành nghề nào cho nam hay là chỉ một ngành nghề nào cho nữ. Mà ngành kế toán thì nó cũng là thật sự ra cũng rất là dễ học cho tất cả các bạn và không phân biệt nam nữ các bạn ha. Và tốt nghiệp ở vị trí ngành kế toán thì bạn có thể làm được rất là nhiều ngành nghề ở các lĩnh vực, các quy mô khác nhau và các quy mô đơn vị khác nhau. Như thầy Hùng đã chia sẻ, mình có thể làm kế toán, làm kế toán viên, làm kiểm toán viên, làm kiểm soát nội bộ, rồi làm các chuyên viên tài chính hay là chuyên viên ở trong các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính. Bạn có thể tự khởi nghiệp hoặc là bạn hoàn toàn có thể theo cái con đường là nghiên cứu và giảng dạy. Và với sự hỗ trợ của công nghệ thì thực sự ra công việc kế toán bạn đang nâng lên một cái tầm mới, và bạn chúng ta phải biết tận dụng được cái lợi thế là từ cái công nghệ, sự phát triển công nghệ giúp chúng ta phân tích dữ liệu và chúng ta nâng cái tầm kế toán lên. Và kế toán bây giờ không phải là một cái người kế toán chỉ biết ghi sổ nữa. Kế toán bây giờ không phải là ghi sổ nữa, mà chúng ta phải biết đọc dữ liệu, phân tích dữ liệu để mà biến tất cả những thông tin đó bằng con số biết nói. Đó chính là một cái sự phát triển mới trong ngành nghề là các bạn cần phải lưu ý. Dạ, khi mà đặt câu hỏi này thì thực sự ra em cảm thấy qua hai cái câu chuyện về tiếp xúc với nghề của mấy thầy cô cho tới khi mà đã thành công, thì hai câu chuyện của hai thầy cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Tức là nó minh chứng cho sự thay đổi và sự thích nghi trong nghề nghiệp của hai thầy cô. Và đó cũng là những câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi gửi tới quý thầy cô. Bây giờ thì sẽ là phần chính của chương trình. Đúng như tên của chương trình đó là Văn Lang Q&A. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nhận câu hỏi từ tất cả quý vị đang xem livestream. Chúng tôi đã thấy được những câu hỏi đầu tiên đặt ở dưới phần bình luận của livestream này. Và bây giờ thì Minh Khoa xin phép được gửi những câu hỏi này đến quý thầy cô sẽ trả lời ngay nhé. Dạ, câu hỏi đầu tiên thì em xin mời thầy Hùng trả lời nha thầy. Dạ, câu hỏi đầu tiên của một bạn. Dạ thưa thầy cô, em học ngành kế toán thì có được chọn chuyên ngành không ạ? Nếu có thì vào năm mấy và em sẽ được chọn những chuyên ngành nào ạ? Hiện giờ thì đối với khoa kế toán, kiểm toán Đặng Văn Lan thì chỉ có một chuyên ngành kế toán thôi. Do đó thì khi mà em học, nếu em đã ứng tuyển vào cái trường Đặng Văn Lan thì em sẽ được học tất cả những cái môn học, cái học phần phù hợp với ngành kế toán, và những cái môn chuyên ngành em sẽ được học vào năm thứ 3 và năm thứ 4. Thì trong tương lai sắp tới đây thì khoa kế toán Đặng Văn Lan sẽ mở tiếp một cái chuyên ngành, đó là chuyên ngành kiểm toán, và có khả năng sẽ mở thêm những cái chuyên ngành tiếp theo là chẳng hạn như kế toán quốc tế, kế toán quản trị v.v.
thì như vậy là các em sẽ có nhiều cái cơ hội. Tuy nhiên hiện nay thì các em sẽ học được cái chuyên ngành kế toán với những cái học phần, với những cái chương trình đào tạo mà trong khoa các thầy cô đã thiết kế, nó tiệm cận với cái tất cả những cái chương trình là phát triển trên thế giới, chẳng hạn những trường đại học thuộc top 100 trên thế giới. Xin trả lời em như vậy. Dạ. Dạ em cảm ơn thầy Hùng, và đó là câu hỏi đầu tiên của một bình luận đầu tiên đến từ phần bình luận của livestream tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì em đã nhận được câu hỏi thứ hai, thì em sẽ mời cô Vân trả lời câu hỏi này nha. Câu hỏi của một bạn cũng tên Vân luôn, nick của bạn tên là Vân Vân. Bạn có đặt một câu hỏi là: dạ em muốn biết giữa kế toán và kiểm toán thì khác nhau như thế nào ạ? Và làm sao để mình biết mình phù hợp với công việc nào hơn? Thì ở đây mình cũng quay lại một chút xíu đối với cái câu hỏi của thầy Hùng hồi nãy vừa trả lời, để mình tiếp tục cái câu hỏi thứ hai. Thì đối với chương trình của cử nhân kế toán Văn Lang á, thì được thiết kế theo cái hướng mở, tạo cái hướng linh hoạt. Do đó không có mở thì cái chương trình hẹp là kế toán với kiểm toán, mà các em sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và chuyên sâu, kiến thức về cơ bản về kinh tế, về tài chính, để giúp cho các em có cơ hội là sau này các em có thể làm việc linh hoạt trong cả hai lĩnh vực này. Rồi sau đó thì qua các năm sau thì các em sẽ được học với những cái ngành là chuyên sâu, và cái chương trình được thiết kế theo một cách rất là logic và khoa học, học từ cơ bản, học từ kiến thức cơ bản đến học chuyên sâu. Rồi được các bạn sẽ học, sau khi bạn học cơ bản về ngành rồi, về ngành rồi đến chuyên ngành, chuyên ngành về kế toán Việt Nam, rồi kế toán quốc tế, kế toán quản trị và kiểm toán. Rồi sau đó bạn học chuyên sâu và sau đó các bạn là tốt nghiệp. Thì hiện tại thì là nếu như mà các bạn chọn là chuyên sâu là kế toán hay là kiểm toán, thì thật ra nói về câu chuyện mà chia sẻ về cái sự khác nhau như thế nào, thì thật sự là bạn phải có kiến thức về kế toán rồi thì bạn mới làm kiểm toán. Vì kế toán là mục đích sau cùng, đó là chúng ta sẽ phát hành được báo cáo tài chính. Và kiểm toán là cái người sẽ xem lại để đánh giá được cái báo cáo này có đảm bảo được là trung thực hợp lý hay không. Thì đó là một cái sự khác nhau gọi là cơ bản nhất để các bạn dễ hình dung. Chứ còn nếu mà các bạn đi học sâu hơn nữa thì nó có rất là nhiều câu chuyện để nói, và rất nhiều khoảng mục trên báo cáo tài chính đó, chúng ta sẽ học rất là nhiều môn để đáp ứng được cái gọi là cái sự khác nhau cơ bản, để phân biệt sự khác nhau cơ bản đó giữa hai cái chuyên ngành. Dạ. Rõ ràng là có nhiều bạn học sinh thì cũng mới vừa nghiên cứu, cho nên là có thể là các bạn vẫn chưa có làm quen được với những cái khái niệm chuyên sâu của mình. Cho nên là các bạn cứ tiếp tục đặt những câu hỏi nếu như các bạn còn thắc mắc. Ví dụ như mà các bạn đọc câu hỏi đầu tiên, thầy cô trả lời xong, các bạn cảm thấy còn một điểm nào khúc mắc thì các bạn cứ đặt câu hỏi tiếp theo, để ban biên tập của chúng tôi sẽ chuyển tới quý thầy cô nha. Dạ, câu hỏi tiếp theo thì em xin được mời thầy Hùng trả lời câu này nha thầy. Dạ, bạn Hương Giang hỏi là: dạ thầy cô cho em hỏi ngành kế toán có đào tạo và hướng dẫn các phần mềm liên quan phục vụ cho ngành không ạ? Về câu hỏi này thì phải nói là rất là thú vị. Thú vị ở chỗ là phần mềm. Hiện nay phần mềm nó là một cái công cụ giúp chúng ta xử lý, giảm thiểu được cái khối lượng mà chúng ta thao tác bằng cái lao động chân tay. Thế thì trong cái chương trình đào tạo của trường đại học Văn Lang thì có những cái phần mềm. Ví dụ như hiện giờ là chúng tôi đang đào tạo về cho sinh viên về sử dụng phần mềm Visa và một số cái phần mềm khác. Thì tất cả những cái phần mềm mà đang áp dụng hiện nay được luôn luôn là sẽ được chúng tôi đưa vào chương trình, và các em đó là học song song. Ví dụ như các em học về cho lý thuyết, sau đó các em sẽ vận dụng những cái kiến thức lý thuyết đó để chuyển sang thực hành, và thực hành trên công cụ, tức là trên phần mềm. Thì như vậy thì coi như là về lý thuyết và thực hành của các em là nó sẽ được hài hòa. Như vậy là khi các em ra trường, các em sẽ không bỡ ngỡ với những cái phần mềm đó, thì nó cũng tương thích với nhau, không bỡ ngỡ. Và sắp tới trong đây thì chúng tôi cũng có ý tưởng của tập thể giảng viên khoa là cũng tưởng làm về cái ERP. Tức là chúng tôi sẽ đưa cái ERP vào trong này để cho nó làm phong phú hơn trong cái chương trình đào tạo, giúp cho các em có thể là sử dụng được và hiểu được tất cả những cái công nghệ mới để vận dụng trong cái công việc của mình trong tương lai. Dạ, tức là sinh viên của trường mình ngành kế toán thì có thể là học đi đôi với hành, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo cũng là một câu hỏi liên quan đến gần liên quan đến những cái phần mềm. Đó là câu hỏi về thiết bị. Dạ, câu hỏi này thì em xin được hỏi cô Vân.
Bạn Hoài Anh đặt là: thưa thầy cô, khi học cũng như khi đi làm kế toán thì em nên trang bị những thiết bị nào để có thể phục vụ tốt cho việc học thực hành ạ? Chào bạn Hoài Anh, câu hỏi cũng rất là thú vị, là thể hiện là bạn đã chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi, như đang chuẩn bị là nhập học rồi á. Thì các bạn lưu ý là tại Văn Lang á, tại Văn Lang và nói chung và cái ngành kế toán tại Văn Lang nói riêng, thì trang bị hết về mặt cơ sở vật chất để các bạn học, từ phòng máy, các phòng lab, rồi đến cái phần mềm luôn. Các bạn ví dụ bạn học nghiên cứu khoa học thì đã có phần mềm SPSS để giúp cho các bạn là thu thập và phân tích chạy dữ liệu để ra luôn. Còn kế toán thì đã có rất nhiều phần mềm kế toán như thầy Hùng đã chia sẻ rồi. Bạn đã có phòng máy sẵn để các bạn đi học. Tuy nhiên thì trong quá trình học tập chắc chắn một điều là bạn sẽ có nhu cầu cần phải làm việc nhóm. Vì học ở tại cái Văn Lang, tập học tại Văn Lang thì bạn sẽ làm việc nhóm rất là nhiều. Bạn phải làm việc nhóm và làm việc cá nhân, thì khi đó thì chắc chắn một điều là bạn sẽ cần những cái máy tính cá nhân, laptop để bạn cùng làm việc nhóm thì chúng ta mới hoàn thành được công việc. Còn học tại trường thì chúng ta đã có đầy đủ về cơ sở vật chất. Đó là hai câu trả lời của hai thầy cô về phần mềm nè, với lại là cả là thiết bị. Và rõ ràng là trong thời đại mà công nghệ phát triển thì những phần mềm cũng như là thiết bị là những cái yếu tố rất là quan trọng, đúng không ạ? Rồi câu hỏi tiếp theo quay trở lại với khuôn khổ của ngành mình. Thì bạn Ánh Tuyết có đặt một cái câu hỏi khá là nhiều ý. Em dự định học ngành kế toán của trường. Thầy cô cho em hỏi thêm vài thông tin về ngành kế toán ạ. Câu đầu tiên là khi mà học ngành kế toán thì mình sẽ được đi thực tập ở đâu? Câu hỏi thứ hai là cho em hỏi thêm trường mình có học kỳ quân sự hay những hoạt động ngoại khóa khác không ạ? Bây giờ thì về vấn đề thực tập thì em mời thầy Hùng chia sẻ với bạn. Như các bạn đã biết, các em cũng đã thấy rằng đó, cái kế toán là một cái nghề. Và cái nghề nó phải được thường xuyên trau dồi và rèn luyện thì nó mới giỏi được. Do vậy là ở khoa kế toán Đại học Văn Lang thì chúng tôi có một cái học phần gọi là học phần báo cáo thực tập, tức là thực tập tại doanh nghiệp. Thì cái này là coi như là người thật việc thật, là các em sau khi các em đã học tất cả những cái học phần ở trong chương trình đào tạo của trường Đại học Văn Lang. Trong cái chương trình đào tạo này chúng tôi đã thiết kế tất cả những cái phần mô phỏng. Tức là các em đã thực tập tại trường rồi thì bây giờ các em cọ sát với thực tế. Thì với một cái mối quan hệ của trường cũng như cứ khoa và các thành viên, các giảng viên trong khoa thì có rất là nhiều đơn vị để chúng ta thực tập. Các công ty dịch vụ kế toán, các công ty sản xuất, công ty thương mại v.v. thì các em sẽ có nhiều cái cơ hội để các em sử dụng những cái lý thuyết của mình vào trong công việc thực tế. Và từ đó các em chiêm nghiệm trở lại, các em đối chiếu trở lại. Vậy thì trong lý thuyết thầy cô dạy như thế này, thực tế họ làm sao, có đúng quy định hay không, và các em sẽ có một câu trả lời và các em quay về tương tác với thầy cô. Rồi cũng rất là vui là vừa qua thì khoa kế toán chúng tôi cũng đã tổ chức thành công những đợt thực tập cho các em sinh viên năm cuối đấy. Thì qua mỗi đợt thực tập như vậy thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái sự trưởng thành các em nó lớn hơn nhiều, và cái đồng thời các em hiểu sâu hơn về những cái kiến thức lý thuyết. Có thể trong trường, mặc dù thầy cô đã cố gắng nhưng mà có thể các em cái độ chính chưa tới, nhưng mà qua cọ sát công việc thì các em sẽ thấy rõ hơn, các em chiêm nghiệm nhiều hơn. Thì với cái khi mà các em học tại trường Đại học Văn Lang ở ngành kế toán thì các em hoàn toàn yên tâm về chuyện thực tập. Vì trường và khoa có đầy đủ những cái doanh nghiệp hỗ trợ cho khoa trường rất là tích cực để có thể các em có thể là trao dồi nghề nghiệp của mình và kiểm định lại tất cả những cái lý thuyết mình đã được học. Thực ra thì bản thân em là một sinh viên Văn Lang, em đi khắp các trường khác, gặp những bạn bè của trường khác, em đều rất là tự hào và khoe rằng trường Văn Lang của mình đó, khi mà vào học thì sẽ không lo là sau này bị thất nghiệp, tại vì là các thầy cô cho tới là các khoa cho tới cấp trường luôn thì có rất là nhiều cơ hội để sinh viên có thể thực tập và cũng như là tạo cái mối quan hệ để cho các bạn có thể sau này ra ngoài và có được một công việc ổn định. Đó là về vấn đề thực tập. Còn câu hỏi thứ hai của bạn Ánh Tuyết là về học kỳ quân sự và những hoạt động ngoại khóa, thì em xin mời cô Vân ạ. Học kỳ quân sự thì như các bạn biết rồi, đó là một cái học kỳ bắt buộc, gần như sinh viên nào chúng ta cũng đều phải tham gia. Thì cũng may mắn là cái cơ sở vật chất của Văn Lang đủ điều kiện để giúp tổ chức được cái học kỳ quân sự ngay tại trường luôn.
Trong đó thì các em, thì nếu mà các bạn có cơ hội, các bạn tham gia những ngày Open Day hoặc gần đây các bạn tham gia, bạn tới trường Văn Lang để tham quan, các bạn sẽ thấy được là một số các anh chị các khóa đang tham gia cái khóa học quân sự. Còn về ngoại khóa thì như thầy Hùng đã có chia sẻ là tất cả các khoa Văn Lang ở Văn Lang đều tổ chức những cái chương trình thực tập, những cái tổ chức buổi ngoại khóa đáp ứng theo cái yêu cầu mục tiêu của chương trình đào tạo để giúp cho sinh viên có thể là vận dụng những cái kiến thức, những cái lý thuyết đã được học vào thực tế, và các em sẽ thông qua những cái buổi ngoại khóa đó em sẽ học thêm được những cái kỹ năng mềm để giúp cho hỗ trợ cho công việc các em sau này. Thì hiện tại thì riêng đối với ngành kế toán của Văn Lang đang có nhiều cái chương trình ngoại khóa, về kể cả chương trình thực tập, kiến tập và cả thực tập luôn. Kiến tập tức là quá trình đó là mấy em sẽ tham gia trước, mấy em đi tham quan của doanh nghiệp, em về viết báo cáo để em hình dung được cái công việc kế toán hay các ngành nghề của em nó như thế nào, để từ đó các em đã có tăng thêm cái sự yêu thích với nghề và cái động lực để mấy em có cái sự là học tập nghiêm túc hơn cho nghề nghiệp của mình. Đó là một số chia sẻ. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Tiếp nối những câu hỏi của các bạn học sinh thì em xin được đọc câu hỏi của một bạn tên là Trang Trang. Dạ, em thấy thầy cô nói là ngành mình sẽ phải học cả phần mềm. Vậy thì khi theo học các phần mềm này, em có được cấp chứng nhận không ạ? Nếu mình không quá giỏi tin học có theo nổi không ạ? Hồi nãy thì thầy Hùng có nói về phần mềm rồi, thì bây giờ em xin được mời cô Vân sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn Trang ạ. Ok. Thì thực sự ra câu hỏi của bạn thì cô muốn chia sẻ nó sâu một chút xíu, để cho thấy vì những cái chứng nhận này nó chính là một cái điểm khác biệt của cái chương trình kế toán của Văn Lang so với cái ngành kế toán ở những cái trường khác. Thì trường tại ngành kế toán Đại học Văn Lang được thành lập, được xây dựng từ năm 1995, là một trong những cái nơi đào tạo nhân lực về kế toán theo cái định hướng ứng dụng là đáng là tin cậy. Thì và khoa kế toán của trường Văn Lang là một trong những khoa đầu tiên áp dụng thành công cái chương trình là mô phỏng kế toán doanh nghiệp từ năm 2004. Thì cái chương trình đào tạo này, mục tiêu của nó là giúp sinh viên có thể là làm kế toán như là một nhân viên kế toán thực thụ ở một cái doanh nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Và mục tiêu của chương trình này giúp là rút ngắn được cái khoảng cách giữa lý thuyết với thực hành, giữa lý thuyết với thực tiễn. Do đó là sau khi mà học xong chương trình này thì các em có thể là hệ thống hóa được kiến thức, vận dụng được những cái kỹ năng về chuyên môn để mà tự tin khi mà các em có thể ra doanh nghiệp và đi làm. Và chương trình này đặc biệt là do các chuyên gia, những cái người giỏi nghề, những chuyên gia là những giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, và những giảng viên là những người có làm có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy. Và các em lưu ý là các em hoàn toàn được học trên một cái bộ chứng từ thực tế. Bộ chứng từ thực tế phát sinh tại một cái đơn vị ở trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ. Và sau khi mà khoa đang tiến hành cải tiến và dự định là sẽ nâng cấp lên cái bộ chứng từ này nữa và cấp cho các em thêm một cái chứng nhận là chứng nhận về mô phỏng, thực hành mô phỏng kế toán doanh nghiệp. Và một điểm thứ hai là cái điểm khác biệt của ngành kế toán của Văn Lang thì cô cũng chia sẻ ở đây, nó chính là các bạn thấy được là Việt Nam đã gia nhập khối AEC. Thì khi gia nhập khối này, điều này có nghĩa là kế toán là một trong 8 ngành nghề mà lao động được tự do di chuyển trong cái cộng đồng AEC. Điều đó có nghĩa là sinh viên kế toán mình phải cạnh tranh trong cái môi trường, cái lực lượng lao động chất lượng cao. Vì để làm sao được tăng được cái sức cạnh tranh của mình với cái môi trường như vậy, ví dụ như Philippines là một trong những cái nước mà tiếng Anh được coi như là cái ngôn ngữ thứ nhất. Do đó thì là định hướng của trường nói chung và của ngành kế toán của Văn Lang nói riêng là phải đưa cái Anh văn là một trong những cái yếu tố rất là then chốt mà trường cần phải chú trọng phát triển, đó là sinh viên ra trường là phải đạt được cái IELTS là 6.0 hoặc là tương đương. Và đồng thời để tăng thêm cái sức cạnh tranh đối với sinh viên ngành kế toán của Văn Lang nữa thì là khoa đã đưa các môn, 3 môn ở cấp độ là cái kiến thức ứng dụng của cái trong 13 môn trong cái chứng chỉ ACCA. ACCA là một cái hiệp hội kế toán công chứng Anh mà có uy tín trên toàn cầu. Thì giúp cho các em mà sau khi học xong những cái môn học này á, thì các em có cơ hội để mà tham gia thi để lấy được cái chứng chỉ là Diploma Accounting Business. Thì coi như là em có thêm cái chứng chỉ thứ hai. Và cái thứ ba nữa
một cái chứng nhận nữa là các em sau khi học xong em có thể có cái chứng nhận là kế toán được visa nữa. Trong chương trình đào tạo có một cái chứng nhận là kế toán visa. Rồi các bạn sẽ có thêm được cái là chứng nhận về thực hành kiểm toán cơ bản. Thì đây là một cái điểm mới, một cái điểm sáng mới của chương trình đào tạo ngành kế toán Văn Lang. Vậy là sau khi học xong Văn Lang, các bạn sẽ có được là đến là 4 cái chứng nhận. Và chứng nhận thêm là khai báo thuế, chứng nhận khai báo thuế nữa. Rồi chứng nhận về mô phỏng kế toán doanh nghiệp, chứng nhận về MISA, rồi chứng nhận về thực hành kiểm toán cơ bản và thêm một cái chứng chỉ là Diploma Accounting Business. Nếu như mà các bạn thi chọn cái môn trong cái chương trình đó của ACCA thì các bạn sẽ có được cái chứng chỉ này. Vậy thì với một cái chứng chỉ, một cái chứng nhận này thì hoàn toàn các bạn tự tin và các bạn có thể bước ra cái thị trường lao động và mình tự tin và mình cạnh tranh trong cái môi trường lao động chất lượng cao như vậy. Dạ, em cảm ơn cô. Cô Vân trả lời rất là chi tiết về từng cái chứng chỉ luôn. Dạ, một vấn đề khác mà các bạn sinh viên cũng rất là quan tâm đó là về mức lương của ngành kế toán. Dạ, đối với câu hỏi này thì em sẽ nhờ thầy Hùng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn có thể biết cái mức lương của nhóm ngành kế toán này có hấp dẫn không ạ? Về cái câu hỏi này thì đa số các sinh viên đều quan tâm. Và thậm chí có những cái nghiên cứu khoa học của sinh viên nghiên cứu về là những nhân tố tác động của tiền lương của nhân viên kế toán. Thế thì theo mặt bằng chung, ngành kế toán cũng vậy thôi, cũng đi theo cái xu hướng chung trả lương. Thì theo thầy được biết á, về nhân viên kế toán khi mới ra trường ấy thì mức lương sẽ tầm ở khoảng 8 triệu đến 10 triệu đối với những bạn mà thực có một cái gọi là cái thực hành đấy, thực hành và làm được ngay. Nhưng mà cái việc này thì khoa kế toán kiểm toán Đào Văn Lang là bảo đảm được cái vấn đề này. Và sau đó thì từ từ cái mức lương sẽ nâng dần lên. Đó, hiện nay thì thầy có một số học trò cũ thì các anh chị đang nhận mức lương tầm khoảng 30 triệu một tháng. Đó. Là đương nhiên họ giữ những vị trí nhận hàng như kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính, thậm chí cao hơn nữa nếu làm ở những cái tập đoàn lớn cũng như công ty nước ngoài. Như vậy thì với cái mức lương hiện nay thì ngành kế toán khi mà chúng ta tốt nghiệp ra thì chúng ta có thể sống được và chúng ta muốn nâng được cái thu nhập mình lên thì đương nhiên là chúng ta phải tự trang bị, nâng cao cái năng lực mình lên qua nhiều thứ kỹ năng, tức là nhiều kỹ năng. Và thật sự mà nói như những cái chứng chỉ, những cái chứng nhận mà của ngành kế toán mà cô Văn vừa trao đổi đấy thì các em hoàn toàn có những lợi thế cạnh tranh và thậm chí các em có thể là sẽ hưởng những mức lương cao hơn cái mức lương khởi điểm giống như mà thầy vừa trình bày đấy. Thì theo cái kinh nghiệm và theo cái sự hiểu biết của thầy thống kê trở lại thì nó nằm trong đó, tức là khoảng 8 triệu là nhân viên kế toán mới vừa ra trường đấy, 8 triệu và cái mức lương sẽ nâng dần lên. Các em yên tâm chuyện này và coi như là do mình, thành ra mình phải cố gắng, nhà trường và khoa đã cố gắng những điều kiện vậy thì các em phải cố gắng nữa thì lương thì nó sẽ rất là cao, nó tầm khoảng 30-40 triệu cũng có. Học ở Văn Lang thì rất là yên tâm về cái tương lai sau đại học. Đúng rồi. Dạ. Cô có một cái chia sẻ thêm của Khoa. Dạ, em mời cô. Cô có chia sẻ thêm là đặc biệt là ở Văn Lang thực hiện rất là nghiêm túc cái việc là khảo sát, thực hiện nghiêm túc và công khai cái việc này, là sau khi mà các em tốt nghiệp 3 tháng, 6 tháng mà 1 năm thì trường và khoa đều thực hiện là việc khảo sát cái việc làm của sinh viên và khảo sát luôn cả mức lương. Thì đối với ngành kế toán của Văn Lang thì luôn luôn cái tỷ lệ mà 3 tháng sau khi tốt nghiệp 3 tháng đến 6 tháng nó rơi luôn luôn là rơi vào tầm khoảng là 94-95%. Và cái tỷ lệ này là cô thấy là nó ổn định, nó luôn luôn ở đường định hoặc là có thể có cái năm nó lên đến cả 98% chỉ 3 tháng và 6 tháng. Dạ, em cảm ơn cô Vân đã chia sẻ thêm về câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo cũng lại là một câu hỏi liên quan đến cái khoảng thời gian sau đại học. Thì chứng tỏ là các bạn học sinh rất là quan tâm và đặc biệt là lo xa đến cái khoảng thời gian mà sau khi mà mình lớn lên để mình lập nghiệp như thế nào. Thì bạn Thi Thi có đặt một câu hỏi là: dạ, cho em hỏi với kế toán của Văn Lang có liên kết với các công ty doanh nghiệp nào và khi ra trường thì sinh viên có được hỗ trợ tìm việc làm cũng như là nơi làm việc không ạ? Dạ, em mời cô Vân trả lời câu này tiếp nha cô. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thi. Thì câu hỏi cô trả lời thêm một chút là thầy Hùng sẽ có thêm một cái ý nữa, vì thầy Hùng ở đây là thầy Hùng là trưởng ban doanh nghiệp của Bình Khoa. Thì các bạn biết là trường Văn Lang và nói chung thì khoa kế toán nói riêng thì gần như cô thấy một cái điều là khoa nào cũng vậy. Ở Văn Lang là xây dựng được một cái hệ thống
để mà cái ban phát triển doanh nghiệp và cả luôn cả các cựu sinh viên, anh chị cựu sinh viên, và cái lực lượng này được xây dựng rất là bài bản và rất là dày và vững chắc. Thì vai trò của hai ban này có ý nghĩa rất lớn và giúp cho Khoa rất là nhiều, và Khoa cũng giữ một cái mối quan hệ rất là tốt để mà giúp cho các em sinh viên đang học là có cái cơ hội để mà đi thực tập. Và cái rất là nhiều, thậm chí là rất nhiều các anh chị cựu sinh viên là có em là lại là đang tiếp tục đang là sinh viên kế toán của Văn Lang. Đó là cái sợi dây kết nối để giúp cho ngành kế toán của Văn Lang ngày càng phát triển. Yeah. Thầy Hùng có muốn là bổ sung thêm? Tiếp theo ý của cô Vân vừa trả lời cho các em đó, thì tôi bổ sung một vài vấn đề như thế này. Sau khi các em đi thực tập đấy, thật ra mà nói thì các em thực tập thì các em đa số đã được doanh nghiệp nhắc nhở rồi. Tức là chỉ chờ là làm thủ tục tốt nghiệp, có cái bằng tốt nghiệp là họ sẽ nhận vô làm. Và đặc biệt là hiện nay là với cái mối quan hệ của Khoa thông qua cái bằng công tác chuyên nghiệp đó, thì vừa rồi nè, trước khi mà lên chuẩn bị để chúng với thầy và cô Vân đi tư vấn trao đổi với các quý vị phụ huynh học sinh ấy và các em học sinh ấy, thì thầy vừa giới thiệu cho một số em, tức là cung cầu để gặp nhau, tức là những đơn vị công ty kế toán ấy, là mới hỏi là thầy ơi, có sinh viên nào mới ra trường và có thể là có mong muốn việc làm ở đơn vị em hay không, thì giới thiệu giùm em. Thì ngay lúc đó thì cũng có là trên Zalo cũng nhảy lên những cái tin nhắn, thầy ơi có công ty nào tiếp nhận sinh viên với trường không, và thầy đã giới thiệu rồi. Thì như vậy thầy thấy rằng đó là cái nguồn cung và nguồn cầu, thật ra thì ở đây đó là ở Văn Lang với cái mối quan hệ của trường của Khoa thì đủ sức để giải quyết cho việc làm của các em, như cô Văn nói khoảng trên 90% với cái năng lực đào tạo của trường. Thì các em khi đi thực tập đó là các doanh nghiệp đã thấy được rằng các kỹ năng của các em cũng như năng lực của các em, và từ đó thì người ta có ý định là giữ các em lại để tiếp tục làm việc, nhất là những công ty dịch vụ kế toán, thì hiện là cái nhu cầu này rất là lớn. Do vậy là các em yên tâm ở Khoa Kế toán Kiểm toán Đào Văn Lang sẽ có một cái sự đồng hành và có thể giới thiệu các em để cho các doanh nghiệp họ sẽ tiếp cận các em. Em không biết các bạn K28 thì sao, chứ nãy giờ em ngồi nghe hai thầy cô tư vấn thì bản thân em cũng cảm thấy rất là nhẹ nhõm trong cái tương lai của mình luôn. Dạ, từ khi mà bắt đầu thực tập cho đến khi mà ra trường thì sẽ có khả năng rất là cao là có luôn chỗ làm, thì nghe là rất là yên tâm luôn. Và tiếp theo một câu hỏi nữa cũng ở cái khoảng thời gian sau đại học, thì các bạn này, bạn không có muốn là đi làm bình thường mà bạn muốn khởi nghiệp. Cái câu hỏi của bạn là nếu học ngành kế toán mình có khởi nghiệp được không ạ? Nếu mới tốt nghiệp thì em có cơ hội khởi nghiệp khi mình chưa có nhiều kinh nghiệm không ạ? Và một người kế toán giỏi cần những yếu tố nào ạ? Bây giờ thì trước tiên em mời thầy Hùng sẽ trả lời trước cho bạn. Cảm ơn câu hỏi của em. Thì thật ra thì các em hiện giờ có thể đang có một chút nhầm lẫn giữa cái khởi nghiệp và start-up. Thật ra cái khởi nghiệp là chúng ta sẽ bắt đầu từ doanh nghiệp nhỏ, và yếu tố đầu tiên là phải làm cho có lợi nhuận. Còn start-up thì khác, có thể những ý tưởng độc đáo. Thì nói bây giờ nếu muốn khởi nghiệp bằng nghề kế toán, thì vừa rồi thầy cũng vừa tư vấn và chia sẻ cho các anh chị đang là sinh viên ở Văn Lang là chúng ta hoàn toàn có thể khởi nghiệp bằng cái nghề của mình, bằng cách là chúng ta có thể là thi lấy cái chứng chỉ kế toán viên hành nghề, hoặc là chúng ta có sử dụng những cái dịch vụ tư vấn. Tức là mình nhỏ thì từ từ sẽ phát triển lên. Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo dựng cho mình một cái doanh nghiệp. Đó, thì theo cái quy định của nhà nước ấy, thì sau khi các em tốt nghiệp 36 tháng thì các em được quyền thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề, là các em có thể ký trên các báo cáo tài chính. Và theo luật kế toán thì các em hoàn toàn sẽ được thành lập một doanh nghiệp về tư vấn dịch vụ kế toán này. Thì như vậy thì các em sẽ hoàn toàn khởi nghiệp bằng cái công việc của mình, chính cái nghề của mình. Mặt khác là khởi nghiệp ở đây có thể là mình hiểu theo một cái hướng, nó cũng hơi tích cực xíu, là các em cố gắng phát huy trau dồi thì các em sẽ được thăng tiến trong nghề nghiệp. Và từ thăng tiến trong nghề nghiệp các em sẽ quay trở lại với cái kinh nghiệm đó, các em lại khởi nghiệp. Thì như vậy nó sẽ đạt được rất nhiều cái thành công. Đó thì vừa tư vấn cho một số bạn vừa hỏi về cái đó. Cô vẫn có muốn chia sẻ gì thêm trong cái câu hỏi của bạn không ạ?
Hoàn toàn đồng ý với cái lời tư vấn của thầy Hùng. Thì thực sự ra đối với nghề kế toán thì nó sẽ khác với những ngành nghề khác. Không thể nào là mình ra trường là mình muốn thành lập cái công ty rồi mình ký trên cái báo cáo đó là được ngay, mà chúng ta phải có cái thời gian thì chúng ta mới được thi và chúng ta lấy chứng chỉ hành nghề. Và khi có chứng chỉ hành nghề thì chúng ta mới gọi là chúng ta khởi nghiệp với cái nghề của chúng ta, với cái nghề bằng cái kỹ năng chuyên môn của chúng ta được. Thì do đó là cô khuyên là các bạn nên trong khoảng thời gian 36 tháng đến thời gian để lấy chứng chỉ thì bạn hãy đi làm đi. Hãy đi làm ở trong các công ty để chúng ta lấy được kinh nghiệm, đồng thời chúng ta ôn luyện, văn ôn võ luyện mà. Chúng ta phải văn ôn võ luyện rồi thì bắt đầu chúng ta mới thi, vì cuộc thi đó cũng không dễ. Chúng ta có kinh nghiệm và chúng ta thi, khi đó thì chúng ta có được chứng chỉ rồi chúng ta hãy khởi nghiệp. Dạ, em đã nhận được một câu hỏi tiếp theo của bạn tên là Bình Phan. Bạn gửi tin nhắn về cho fanpage và hỏi là: em nghe nói khi học đại học thì nên tham gia các câu lạc bộ chuyên ngành để vừa giỏi chuyên môn lại vừa năng động. Vậy thì ở trường mình có câu lạc bộ dành riêng cho chuyên ngành kế toán không ạ? À? Em rất là muốn tham gia và giao lưu học tập trong những câu lạc bộ như vậy. Đối với câu hỏi của bạn Bình Phan thì em xin mời cô Vân sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Thì bạn biết là Văn Lan á, thì có một cái đặc trưng bạn thấy được là trên các trang tin hay trên Facebook thì lễ và hội ở Văn Lan rất là nhiều. Và mục tiêu á, thì Văn Lan là muốn hướng tới là đào tạo một cái sinh viên và có cái truyền cảm hứng, đúng không? Và truyền cảm hứng thì do đó là ở đây thì là Văn Lan đã có rất là nhiều trong chương trình đào tạo ở các ngành, các khoa thì đều có giúp cho em tham gia được cái hoạt động thực tập, ngoại khóa vân vân. Thì bên cạnh đó, bên trung tâm hỗ trợ sinh viên và có luôn cả một cái hệ thống các câu lạc bộ ở cấp trường và ở cấp khoa để giúp cho các em là thỏa sức, coi như là tham gia để mà thể hiện được mình, phát triển thêm những kỹ năng mềm. Thì với cái câu lạc bộ, theo cô biết thì cô nhớ là nhân trên 50 câu lạc bộ ở cấp trường. Có 50 câu lạc bộ cấp trường để các bạn thỏa sức, các bạn tham gia để phát triển. Chẳng hạn như cô nhớ là có Ba Lô Xanh nè, rồi MC cũng có rất nhiều. Và riêng ở khoa thì đều có các câu bộ về học thuật nữa. Chẳng hạn như đối với khoa kế toán tại Văn Lang thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia các câu lạc bộ học thuật, về câu lạc bộ về tiếng Anh nè, rồi câu lạc bộ về kế toán, rồi thêm gì câu đang dự định thành lập thêm một câu lạc bộ về nghiên cứu khoa học để giúp cho mấy em được là tăng các kỹ năng chuyên môn. Còn ở cấp trường thì rất nhiều câu lạc bộ, các bạn hãy thoải mái tham gia để mà sáng tạo và thể hiện mình. Dạ, sau 2 năm học ở Văn Lang thì em thấy là càng ngày thì càng có nhiều câu lạc bộ mới xuất hiện. Đúng. Kể cả là cấp trường hay là xuống cấp khoa. Đúng. Thì các thầy cô cũng như là các anh chị sinh viên luôn luôn là tạo ra những cái mảnh đất màu mỡ nhất cho tụi em, để tụi em có thể là phát huy cái tài năng của mình và cũng như là có thể thỏa thích với cái niềm đam mê của mình trong lúc mà hoạt động câu lạc bộ. Dạ. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Tăng Nhi. Câu hỏi này thì em xin mời thầy Hùng trả lời nha thầy. Dạ, bạn hỏi là: theo em tìm hiểu, hiện nay có rất nhiều trung tâm đào tạo về thực hành kế toán thực tế. Em muốn hỏi sau khi tốt nghiệp ngành kế toán của trường mình thì chúng em có nên tham gia các khóa đào tạo về thực hành kế toán thực tế không ạ? Câu hỏi này rất là hay. Hay ở chỗ là em có một cái nhận diện vấn đề và em có tìm hiểu. Thì bây giờ thứ nhất là thầy sẽ nói trước về cái công tác đào tạo của Đào Văn Lan về cái thực hành. Nói chung là ở Văn Lang là cái chương trình đào tạo được thiết kế là học đi đâu với hành. Thì sau khi mà các em học xong, hoàn chỉnh xong cái chương trình đào tạo ngành kế toán ở tại Văn Lang thì các em sẽ có khoảng 300 giờ thực hành. 300 giờ thực hành về tất cả những cái công việc về kế toán, từ các phần hành kế toán cho tới thầy có thể mô tả để em thấy cái lộ trình, tức là trong quá trình xây dựng đây là nó cả một cái sự trăn trở của thầy cô với những cái kinh nghiệm và những cái sự mong muốn làm sao là cho đạt được cái tầm nhìn cũng như cái chiến lược phát triển của nhà trường. Và trong vòng 5 năm tới thì ngành kế toán Văn Lang sẽ đạt top 10 Việt Nam, và đây là một cái ước mơ của thầy Bảo. Thế thì là các em sẽ được học là thực hành kế toán bộ là khoảng 90 tiết, 90 giờ. Sau đó các em sẽ tiếp tục học tiếp là thực hành 60 giờ là 150 rồi nha. Rồi các em học xong mô phỏng, rồi mô phỏng kế toán, rồi các em học mô phỏng về thuế, rồi các em học về tất cả những cái về cái phần mềm
nói chung là liên quan tới học, cái gì mà dính tới lý thuyết là các em sẽ được học với thực hành, thì vậy là tổng cộng em sẽ 300 giờ. Mà với cái công tác đào tạo mà theo cái kinh nghiệm của thầy, thầy đào tạo cái nghề kế toán cũng cũng khá nhiều năm đấy, khá nhiều năm, thì rõ ràng là với cái thời lượng này các em hoàn toàn các em sẽ có một cái, tức là về chuyên môn ấy, các em có thể tương đương với lại một cái người đã làm nhiệm vụ kế toán cũng 2 năm. Còn cái việc mà các em có tiếp tục học ở trung tâm hay không thì vấn đề này thầy không dám, nghĩa là không dám dám nói thêm, vì cái học hay không học cái đó là do các em ý thức thôi. Nhưng mà riêng sinh viên Văn Lang thì mạnh dạn nói rằng là chúng ta không cần học thêm gì cả, với một cái phần thực hành của Đàm Văn Lang thì các em đã đủ đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp rồi. Thì cái việc này nó được minh chứng qua là các em đi thực tập ấy, cái thực tập em đi xuống đến đơn vị của người ta, đến đơn vị người ta đang làm việc, thì rõ ràng người ta đã thừa nhận cái năng lực của các em thông qua cái việc mà cái kỹ năng hành nghề của các em. Do vậy đó là theo quan điểm của thầy, không phải thầy đề cao về cái chương trình đào tạo của khoa kế toán Đàm Văn Lang mà thực sự là không cần, nhưng mà nếu học cho biết thì khi là mình sẽ so sánh thấy như vậy, nhưng mà thật ra thì có thể Văn Lang chúng tôi tốt hơn, thì như vậy thì cũng mới so sánh qua những cái đó có thể giúp cho cái thực hành của Văn Lang nó được đặt đúng cái vị trí của nó. Rõ ràng là như thầy có chia sẻ thì là các bạn nếu mà muốn học thì vẫn học. Thế là bên Văn Lang thì không có ý kiến gì về việc là bạn có học thêm hay không, nhưng mà với cương vị là một người thầy thì thầy đã chắc chắn là ngành kế toán của mình đã, chương trình của mình đã có đủ tất tần tật những cái yếu tố mà các bạn cần phải học, đúng không thầy? Đúng rồi. Tức là sau khi tốt nghiệp xong là với những cái kiến thức về thực hành các em đủ đảo, đảm bảo cho các em có thể là đảm đương vị trí. Có nhiều em nói rằng là thầy có tư vấn cho em, nói là khi các em nói các em không có kinh nghiệm, các em nói thế là không đúng. Vì phải nói với các nhà tuyển dụng như thế này là tuy các em vừa tốt nghiệp nhưng về kinh nghiệm các em thì vẫn có. Các em thêm minh chứng rằng các em được học với các thầy cô rất là giỏi nghề, và thầy cô của các em có người ít nhất là cũng 10 năm kinh nghiệm. Đó. Thì như vậy thì tất cả những cái kinh nghiệm mà thầy cô có được thầy cứ truyền cho em, thì như vậy thì coi như cho em cũng đã đạt được những cái kinh nghiệm đó rồi. Đó. Chứ không phải là cái kinh nghiệm các em phải cọ sát thực tế. Tất nhiên cọ sát thực tế nó sẽ làm cho cứng nghề hơn, nhưng mà với những thầy cô ngồi đây là coi như ít nhất, thầy nói ít nhất nha, là trên 10 năm. Trên 10 năm trong cái nghề. Thì như vậy là với 10 năm nghề thì họ truyền thụ lại hết cho sinh viên của mình. Thì như vậy là rõ ràng các em thành ra trong quá trình khi mà lên lớp với các em là thầy với các cô đều luôn tư vấn cho em vậy, là tuy các em mới ra trường nhưng các em phải mạnh dạn rằng các em có những cái kinh nghiệm cho thầy cô truyền lại để các em vận dụng trong cái công việc của mình. Em rất là thích câu trả lời của thầy luôn, và chắc chắn là sau này khi mà vào một công ty nào đó thì nếu mà em được hỏi về câu hỏi về kinh nghiệm thì em cũng sẽ sử dụng câu trả lời của đúng thầy. Đúng. Dạ, rõ ràng là nó rất là độc đáo và em cũng chưa hề nghĩ tới việc này luôn, nhưng mà nó thực sự là đúng. Tức là việc học là rút ngắn thời gian để đi đến thành công, thì kinh nghiệm của những thầy cô sẽ giúp cho tụi em càng ngày bước xa và nhanh hơn nữa trên cái con đường sự nghiệp của mình. Dạ, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với khuôn khổ của livestream ngày hôm nay với một cái câu hỏi khá là dễ thương của một bạn, và em mời cô Vân sẽ trả lời câu hỏi này nha. Dạ, người nhà em có làm việc trong ngành kế toán, gia đình muốn em học ngành này nhưng tính em không được cẩn thận lắm, thì có học được không ạ? Mình cần tố chất gì để học được ngành này ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi cũng khá là thú vị. Thì thật sự ra những cái tố chất cần thiết đối với cái ngành kinh tế nói chung và kế toán nói riêng á, thì chúng ta cần phải có một cái tư duy là logic. Đặc biệt đối với ngành kế toán thì chúng ta phải nhạy bén với con số, tỉ mỉ, cần yếu tố tỉ mỉ một chút, và nhấn mạnh là trung thực. Trung thực vì nó sẽ quyết định đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán. Thì đối với bạn thì bạn nói là mình không có được cẩn thận, đúng không ạ? Nhưng bạn không lo lắng, không cẩn thận ở đây có thể trong đời sống hàng ngày. Nhưng riêng đối với công việc cẩn thận trong ngành nghề nó thì là một cái phạm trù khác nữa. Và khi các bạn tham gia học thì có rất là nhiều môn trong chương trình đào tạo giúp rèn giũa bạn trở thành một con người cẩn thận và tỉ mỉ. Và chúng ta nói là gì? Văn ôn võ luyện.
chúng ta sẽ làm riết thì chúng ta nó sẽ quen, và chúng ta sẽ có được những cái kỹ năng đó, rèn luyện được quen, và chúng ta sẽ có được cái xét đoán nghề nghiệp, chúng ta sẽ tích lũy dần với kinh nghiệm của thầy cô chia sẻ và những cái chuyên gia trong nghề, thì cô nghĩ là bạn sẽ hoàn toàn là khắc phục được cái điều này. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta có được những tố chất đó ngay từ ban đầu thì bạn sẽ có lợi thế hơn. Thật ra thì câu hỏi của bạn, em cảm thấy là nếu mà bạn hỏi là không cẩn thận thì có làm được cái nghề này không, thì mình sẽ nói là không. Nhưng mà bạn hỏi là không cẩn thận thì có học được không, thực ra mình học, học là để học giúp được. Mình cẩn thận hơn, đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Và đây sẽ là nơi để rèn luyện bạn đúng. Về cái tính cẩn thận và rất là nhiều những kỹ năng khác. Và em cũng mong là các bạn sinh viên sau khi ra trường thì ngoài tính cẩn thận ra, các bạn sẽ được rèn giũa tất tần tật những kỹ năng mềm lẫn những kỹ năng chuyên môn để mình có thể bước ra đời, để mình tiếp tục những công việc của ngành kế toán thành công các bạn nha. Và tiếp theo, cái giai đoạn sau đại học lại được tiếp tục, chứng tỏ là các bạn sinh viên, các bạn học sinh đang rất là quan tâm về những cái tương lai xa hơn. Với câu hỏi này thì em xin được đặt cho thầy Hùng nha thầy. Dạ, bạn hỏi là ngoài trở thành kế toán viên thì sau khi tốt nghiệp ngành kế toán em có thể đảm nhận những vị trí nào tại công ty doanh nghiệp ạ? Như khi nãy thầy và cô Vân cũng đã chia sẻ, cái cơ hội việc làm của những người tốt nghiệp ngành kế toán rất là rộng. Tức là ngoài những cái chuyện như là chẳng hạn như các em có thể làm là kiểm toán nè, kiểm toán nội bộ nè, kiểm soát nội bộ nè, rồi kế toán viên nè, giám đốc tài chính nè, các em phát triển lên nữa. Và hoàn toàn với cái kế toán của mình được xem như công cụ, các em có thể làm lãnh đạo doanh nghiệp. Và đồng thời bên cạnh đó thì các em có thể là nghiên cứu sâu hơn và các em có thể trở thành những giảng viên, là những chuyên gia tư vấn. Đó là với cái nghề kế toán này, như cô Vân có chia sẻ đầu chương trình đấy, là cái nghề kế toán này rất dễ kiếm việc và nó cơ hội nó rất là rộng mở, rất là rộng mở. Thì cũng xin nói thêm một chút là khoa kế toán kiểm toán Đại học Văn Lang hiện giờ đang xây dựng cái kế hoạch rồi chương trình là 4+1, nghe chương trình đào tạo thạc sĩ là sinh viên Đại học Văn Lang, của riêng Văn Lang đấy, thì sau khi mà tốt nghiệp đại học có cái bằng chứng nhận rồi thì học thêm 1 năm nữa thì các em sẽ được sở hữu bằng thạc sĩ chuyên ngành kế toán. Thì cái chương trình này là trong quá trình các em đang học đại học đó thì các em được quyền đăng ký thêm một cái số tín chỉ của chương trình đào tạo cao học. Là cái việc này đã được Bộ Giáo dục đào tạo cho phép bởi cái thông tư 23. Đấy, thì khoa kế toán kiểm toán và cùng nhiên lại phối hợp với lại viện đào tạo sau đại học đang xây dựng chương trình này. Và với như vậy thì cái cơ hội việc làm em rất là rộng mở. Nghĩa là chỉ sau 5 năm thôi các em có bằng thạc sĩ chuyên ngành về kế toán. Và với những cái chứng chỉ như cô Vân đã trình bày hồi nãy đấy, thì tức là cái năng lực cốt lõi và năng lực cạnh tranh hiển thị các em rất là lớn, rồi nó giúp cho các em trong cái việc công việc. Thành ra các em yên tâm về cơ hội nghề nghiệp nha. Nếu học giỏi về kế toán đi, các em sẽ đủ nghĩa là đủ sức để có thể là đảm đương ở các vị trí trong doanh nghiệp, thậm chí những vị trí cao nhất. Dạ, em cảm ơn thầy. Và tiếp theo là một câu hỏi khá là đặc biệt, thì em xin mời cô Vân sẽ giải đáp cho bạn Mỹ Duyên. Em chào thầy cô ạ. Em đọc trên mạng thấy có rất nhiều sinh viên đã đạt các thành tích cao trong nghiên cứu khoa học với những đề tài rất là hay. Em muốn hỏi nếu em trúng tuyển vào ngành kế toán của trường thì có cơ hội để tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên không ạ? Muốn tham gia thì em cần phải đạt những tiêu chí nào? Một sự quan tâm đối với ngành kế toán, mà cụ thể luôn kể cả chương trình, kể cả có hoạt động, thì điều đó là cô rất là mừng. Thì thực sự ra thì khoa kế toán đang muốn là các bạn, ngoài cái việc là các bạn giỏi nghề, thì cũng muốn các bạn là phát triển thêm một cái mảng là nghiên cứu. Do đó là cái môn mà nghiên cứu khoa học của ngành kế toán Văn Lang cũng thiết kế rất là đặc biệt, là tăng lên cái thời lượng để các bạn là có thể ứng dụng, sử dụng các phần mềm để bạn thu thập dữ liệu, bạn phân tích dữ liệu, chạy số liệu ra được cái kết quả nghiên cứu. Và cái sản phẩm của nghiên cứu khoa học của bạn phải là một cái báo cáo rất là nghiêm túc. Và sau đó thì là khoa đã dựa trên cái sản phẩm các bạn, các thầy cô sẽ chọn lọc những cái sản phẩm tốt để cho tham gia được cái vòng là nghiên cứu khoa học cấp trường. Và nghiên cứu khoa học cấp trường khi các bạn luôn luôn có sự đồng hành của các thầy cô nên là giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc nghiên cứu. Sau khi mà tham gia nghiên cứu học cấp trường có giải thì các thầy cô ở khoa và kể cả phòng hợp tác nghiên cứu khoa học cũng giúp các bạn là đăng ký tham gia những cái giải có tiếng
có uy tín ở trong nước, ví dụ như là cái giải ERICA nè, cái giải về nghiên cứu khoa học của sinh viên á, ở cấp bộ, thì rất may mắn á, và cũng là một cái sự khích lệ cho sinh viên ngành kế toán là các em đạt rất là nhiều giải, kể cả giải cấp bộ và cả giải cấp trường và những giải khá cao. Thì cái này đều kết quả này cho thấy được là những cái định hướng đúng đắn của khoa, định hướng đúng đắn, và các em sinh viên có được cái kết quả như vậy, và các em sinh viên các khóa sau á, thì tham gia rất là nhiều và cũng mong muốn là thể hiện được mình và được ghi nhận một lần, được ghi nhận cái sản phẩm của mình đó, ở giải là cấp bộ. Thì đây là một cái sự khích lệ cho các em sinh viên ngành kế toán. Dạ, cảm ơn cô. Và một câu hỏi tiếp theo, đây là câu hỏi mà các bạn gửi về cộng đồng sinh viên. Dạ, học theo chứng chỉ ACCA là học về những gì ạ? Em thấy ngành mình học toán nhiều quá, em sợ sẽ bị khô khan ạ. Dạ, em mời thầy Hùng sẽ trả lời xem là học ngành kế toán có bị khô khan không thầy? Thì thật ra thì đầu tiên ai cũng nghĩ như vậy cả, thấy con số mà. Nhưng mà hãy đến với khoa kế toán kiểm toán Đào Văn Lan sẽ thấy là không hề khô khan, mà trái lại nó sẽ là rất là bay bổng, rất là lãng mạn. Vì có thể các thầy cô sử dụng những câu thơ, những cái chuyện cười để minh họa cho các bạn về trong cái môn học. Thì thông qua những cái cách truyền tải của các thầy cô thì các em sẽ cảm thấy rằng con số đó rất là thú vị. Rất là thú vị chứ không phải là nó nghĩ là nó khô khan đâu. Hãy đến với Văn Lan, hãy đến với khoa kế toán kiểm toán Văn Lan, các bạn sẽ được chiêm nghiệm điều đó và để cho thầy chứng minh, có dịp chứng minh điều đó cho các bạn. Còn việc các chứng chỉ của ACCA thì phải nói rằng là như thế này, ACCA là một tổ chức nghề nghiệp nổi tiếng trên toàn cầu và có giá trị rất là lớn. Thế thì cũng có một điều là may mắn là, và qua một cái nỗ lực thì trường Đại học Văn Lan, điển hình là khoa kế toán kiểm toán, chúng tôi đã có ký những cái hợp đồng hợp tác với ACCA. Tức là họ cung cấp tài liệu và hướng dẫn cho giảng viên của khoa để dạy cho sinh viên những cái môn về của trong cái hệ thống ACCA. Thế thì sau khi mà học xong thì các em sẽ thi. Sẽ thi và thi các em sẽ nhận được cái chứng chỉ như cô Vân đã nói hồi nãy đó. Chứng chỉ gọi là chứng chỉ cơ bản đầu tiên đấy. Thì đây là một cái chứng chỉ giúp các em có một cái lợi thế cạnh tranh trong nghề nghiệp, và sau này các em nếu muốn đi theo cái hướng ACCA, tức là chuyên về cái kỹ năng nghề nghiệp, thì các em sẽ được là học tiếp lên. Ở bên cạnh đó, khi các em hoàn thiện chương trình ACCA thì các em sẽ văn bằng đó nó sẽ tương đương với một cái văn bằng thạc sĩ kế toán của Anh Quốc. Thì vậy là trong cái chương trình đào tạo của khoa kế toán kiểm toán Đào Văn Lan thì rất là rộng cửa cho các em trong việc sở hữu các chứng chỉ danh giá trên thế giới hiện nay. Dạ, em cảm ơn thầy. Và tiếp theo là một câu hỏi về sau đại học. Thì em xin được gửi câu hỏi này đến cô Vân. Dạ, theo em hình dung thì công việc kế toán là ghi chép sổ sách liên quan tới tiền vào tiền ra. Vậy liệu em muốn làm phân tích tài chính thì có học kế toán được không ạ? Cảm ơn một câu hỏi rất là thú vị của bạn. Thì thật sự ra thì như cô chia sẻ hồi nãy thì đối với chương trình đào tạo của ngành kế toán được thiết kế theo cái hướng mở và linh hoạt, thì các em sẽ được học những cái môn về tài chính, về kinh tế và kế toán ngay từ những cái năm mà bắt đầu là ở dạng năm thứ hai, kiến thức về cơ sở ngành. Thì ở đây thì giúp cho các em được là linh hoạt trong việc lựa chọn ở mảng tài chính hay kế toán. Đó là những kiến thức về cơ sở ngành. Do đó là các em yên tâm là chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái công việc giống như là phân tích tài chính. Vì ngay từ ban đầu thì cô cũng đã nói một cái cơ hội nghề nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán là có khả năng làm những cái chuyên viên tài chính ở trong các tổ chức tài chính hoặc các ngân hàng thương mại. Và trong chương trình đào tạo đã đổ nền những cái môn là môn cơ sở ngành về tài chính rất là nhiều. Vì không riêng vì tài chính đâu, kế toán cũng vậy, kế toán cũng cần phải những kiến thức về tài chính này. Vì như nãy cô nói là chúng ta sẽ cần kế toán ở đây là không phải là chỉ những người chỉ ngồi ghi sổ nữa, mà chúng ta phải biết phân tích dữ liệu, chúng ta phải hiểu được dữ liệu và chúng ta phải biến cái con số đó thành những cái thông tin biết nói. Thì đó là do đó là chương trình đào tạo ngành kế toán của Văn Lan hoàn toàn giúp cho các bạn thực hiện được cái công việc đó. Dạ, em cảm ơn cô. Thầy có thể bổ sung một chút nha. Dạ, bổ sung ý của Văn.
Tức là ý của cô Vân đã đầy đủ rồi, tuy nhiên thầy sẽ bổ sung một chút xíu về cái để thấy rằng cái chương trình đào tạo của trường của khoa kế toán kiểm toán Đặng Văn Lan. Thì trong cái chương trình đào tạo mà các bạn sẽ chuẩn bị nhập học đấy, tức là K28 đấy, thầy xem như các bạn là coi như là đã là chuẩn bị là sinh viên K28, thì các em sẽ được học môn phân tích dữ liệu kinh doanh. Cái thứ hai là phân tích trong kế toán. Thì với những cái môn này là các em sẽ hoàn toàn có thể phân tích được tài chính. Và các em nên nhớ rằng sản phẩm đầu ra của kế toán là cung cấp thông tin thông qua cái báo cáo tài chính. Do vậy là các em yên tâm, các em sẽ hoàn toàn làm được tất cả những chuyện phân tích tài chính như các em mong đợi bằng những cái môn học mà đã được kết cấu trong cái chương trình đào tạo. Thật ra hãy yên tâm đến với khoa kế toán đi, mình sẽ được thụ hưởng tất cả những vấn đề đó. Dạ, em cảm ơn thầy cô. Dạ, vừa rồi là những cái câu hỏi mà trong đó có ban biên tập có lấy cả những câu hỏi trong group cộng đồng sinh viên Văn Lang. Tức là các bạn, mặc dù các bạn mới là học sinh lớp 12 thôi, nhưng mà các bạn rất là mong muốn được tham gia vào học ở trường Văn Lang, và đặc biệt là quan tâm rất nhiều về ngành kế toán. Cho nên là nãy giờ rõ ràng là thầy cô có nhận được những câu hỏi rất là hay và rất là sâu, đúng không ạ? Dạ vâng, thì bây giờ sẽ là một câu hỏi nữa, em xin được mời thầy Hùng sẽ giải đáp cho bạn. Em muốn đăng ký học ngành kế toán của trường, nhưng sau 4 năm học thì gia đình em có nguyện vọng cho em vào làm kế toán trong ngân hàng cổ phần. Với chương trình đào tạo của ngành kế toán, liệu có đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán tại một ngân hàng hay không ạ? Về câu hỏi này của em thì thầy xin được trả lời với em như sau. Trong cái chương trình đào tạo của khoa kế toán kiểm toán trường Đại học Văn Lang thì các em sẽ được học toàn bộ tất cả những cái môn kế toán. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta có những lĩnh vực như sau. Thứ nhất là kế toán doanh nghiệp là bao trùm, rồi kế toán hành chính sự nghiệp và kể cả kế toán ngân hàng. Vậy thì em yên tâm, trong chương trình học của em có môn kế toán ngân hàng. Và nếu như mà em học tốt môn này thì hoàn toàn với cái kiến thức về kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính, kế toán công đấy, thì em có thể làm được bất kỳ lĩnh vực nào. Cũng giống như là khi hồi nãy và thầy với cô Vân có nói về cái cơ hội doanh nghiệp đó, thì mới nói các em hoàn toàn có thể làm được trong ngân hàng. Nhận thương mại cổ phần đấy là trong phòng kế toán là bình thường vì có môn học đó, thành ra em yên tâm chuyện đấy. Tiếp theo là một câu hỏi, trong khuôn khổ của chương trình học thì cô Vân cho em thay mặt bạn để đặt câu hỏi cho cô, đó là ngành mình có học bổng cho sinh viên không ạ? Cô xin chia sẻ cái thông tin học bổng như sau. Thì đối với Văn Lang, riêng về Văn Lang thì thật sự là mình nói về Văn Lang trước đi. Văn Lang thì có cái rất là nhiều học bổng ngay từ khi các bạn học bổng tuyển sinh đầu vào dành cho những bạn sinh viên xuất sắc nhất. Rồi chúng ta sẽ có học bổng tài năng, rồi chúng ta sẽ có học bổng doanh nghiệp. Rồi trong quá trình học tập, nếu như các bạn đạt được kết quả tốt theo đúng như cái quy định của khoa thì bạn được học bổng trong quá trình học tập. Và đặc biệt thì ở, như cô nói, cô có chia sẻ là ở Văn Lang, đặc biệt là khoa kế toán thì có cái sự kết nối rất tốt với các doanh nghiệp và các cựu sinh viên. Thì ở đây thì hai cái bên cái mảng này thì đều có cái học bổng. Ở doanh nghiệp và cựu sinh viên đều có học bổng dành cho sinh viên. Do đó là tùy vô cái khả năng của mình, chúng ta ở cái phân khúc nào, chúng ta nếu mà đầu vào chúng ta giỏi, chúng ta có học bổng đầu vào. Trong quá trình học tập chúng ta học tốt, chúng ta có học bổng trong quá trình học tập. Ngoài ra thì có thêm những cái hoạt động hỗ trợ sinh viên, ví dụ như quỹ gia đình Văn Lang để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Rồi là học bổng doanh nghiệp, học bổng của sinh viên có rất là nhiều học bổng. Cô xin chia sẻ như vậy. Như vậy là cái khoa mình là học bổng mỗi lúc mỗi nơi ha. Dạ đúng rồi thầy ạ. Dạ em cảm ơn thầy cô. Mình sẽ tiếp tục với một câu hỏi nữa. Câu hỏi này thì hồi nãy em có nghe cô Vân nhắc nhẹ một chút xíu rồi. Bây giờ em sẽ mời thầy Hùng để bổ sung thêm cho câu hỏi như sau nha thầy. Dạ, ai cũng nói bây giờ phải có tiếng Anh mới dễ xin việc. Điều này có đúng với ngành kế toán không ạ? Ngành có yêu cầu tiếng Anh đầu ra không ạ? Và yêu cầu như thế nào ạ? Về câu hỏi của em thì thầy sẽ trả lời như thế này nhé. Tất nhiên là về cái tiếng Anh đó, nó là một cái chuẩn đầu ra bắt buộc của trường Đại học Văn Lang rồi. Tất cả các ngành, các khoa của trường đào tạo đều phải tuân thủ theo cái quy định đó hết. Trong cái xu thế phát triển hiện nay, chúng ta hay nói công nghệ 4.0 rồi vân vân, trí tuệ nhân tạo rồi blockchain vân vân, đủ thứ cả. Thì rõ ràng hiện giờ là ngoại ngữ và tin học là hai công cụ mũi nhọn trong thế kỷ hiện nay, mà nếu thiếu hai cái công cụ này thì hoàn toàn chúng ta sẽ khó thành công.
Vì cái ngoại ngữ nó là cái chìa khóa để nó mở tung tất cả những cái cánh cửa từ cái kho tàng tri thức của nhân loại. Ví dụ như em học ngành kế toán thì em có thể là biết được thêm nhiều cái kỹ năng ở những cái trong những cái thư viện lớn hoặc những trường đại học hay là những hội nghề nghiệp, và có thể là em sử dụng cái công cụ tin học trong cái việc mà em đưa vào trong một bước vận dụng trong cái công việc kế toán của mình. Thì hiện giờ là toàn bộ những sách đó là bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh, cụ thể là tiếng Anh. Do vậy thì em nên trau dồi tiếng Anh, trau dồi ngoại ngữ. Và cái cần mà tiếp theo thầy nói nó hơi rộng một chút xíu nào về cái tin học, thì đó là hai cái chìa khóa để chúng ta mở tung những cánh cửa để chúng ta bước vào cái kho tàng kiến thức. Còn cái chuẩn đầu ra của trường thì Văn Lang là nó là như vậy rồi, thì chính như vậy nó mới đẩy nâng cao cái giá trị của sinh viên Văn Lang, và đấy chính là cái lợi thế cạnh tranh của sinh viên Văn Lang sau khi tốt nghiệp trường Văn Lang. Dạ, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về ngành cái nghề kế toán luôn. Thì em xin mời cô Vân sẽ trả lời cho bạn nhé. Dạ, để trở thành kế toán giỏi thì em cần có kỹ năng gì ạ? Một câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà chắc là cô sẽ trả lời khá là nhiều đây. Dạ, em mời cô. Hồi nãy cô cũng chia sẻ một chút xíu để tốt nhất để một thành một cái người kế toán giỏi. Thì các bạn sẽ thấy câu hỏi này cô cũng hay nhận được từ các bạn là các anh chị là đang ở tốt nghiệp từ ngành kế toán Văn Lang, làm ở Big Four, thì em thấy như vậy thì em thích quá, thì em làm bằng cách nào để em đạt như vậy. Thì các bạn thấy được là thực sự đầu tiên các bạn phải là cái người yêu nghề cái đã. Cô nghĩ các bạn phải là cái người yêu nghề. Rồi trong cái chương trình đào tạo thì khoa đã cố gắng thiết kế để giúp cho các bạn hoàn toàn phát huy được cái năng lực của mình, tích lũy thì những cái kiến thức, rèn luyện những kỹ năng chuyên môn. Trong quá trình đó thì bạn sẽ rèn luyện thêm những cái kỹ năng mềm. Ví dụ như bạn cần thêm là hồi nãy cũng như cô nói là mình sẽ có thêm được cái tính là cẩn thận nè, tỉ mỉ nè, trung thực nè. Mình cần thêm được cái gì? Mình cần phải có kỹ năng rất quan trọng là kỹ năng quản lý thời gian. Đối với ngành kế toán là kỹ năng quản lý thời gian cũng rất quan trọng, vì chúng ta sẽ tới hạn nộp những cái quyết toán nè, báo cáo thuế nè, báo cáo tài chính nè, chúng ta cần phải có thời gian. Và thường nó sẽ rơi vào những cái thời hạn là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Do đó là chúng ta cần phải có kỹ năng quản lý thời gian để tổ chức sắp xếp công việc cho nó tốt. Và nãy thầy Hùng cũng có chia sẻ là kỹ năng về công nghệ thông tin và ngôn ngữ tiếng Anh. Hai cái này đang là hai cái kỹ năng thực sự rất là quan trọng, không riêng gì đối với ngành kế toán mà ở tất cả các ngành nghề. Thì để được thành công thì các bạn phải có được hai cái kỹ năng này. Và thậm chí là chúng ta phải mài dũa cho nó thật bén. Vì nó đã bén rồi thì giúp chúng ta sẽ tiến xa hơn trong nghề và giúp chúng ta hội nhập tốt với cái xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Và một cái mà cô luôn muốn chia sẻ với các bạn để thành công trong nghề thì cái gì? Bằng cái sự giỏi nghề. Sự giỏi nghề, sự yêu thích với nghề. Chúng ta yêu thích với nghề thì chúng ta sẽ làm công việc gì chúng ta cũng cảm thấy là nó nhẹ nhàng. Vì một khi chúng ta yêu thích thì chúng ta sẽ không thấy nó nặng nhọc nữa. Và chúng ta sẽ lăn xả yêu thích nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi xa hơn trong cái con đường mà sự nghiệp của chúng ta đã chọn. Dạ, em cảm ơn cô Vân. Và câu trả lời vừa rồi của cô Vân cũng sẽ khép lại phần Q&A của chương trình ngày hôm nay. Nãy giờ thì thầy cô cùng với em đã em giúp thầy cô có thể là đưa ra những câu trả lời từ những cái câu hỏi của các bạn sinh viên đặt ra trực tiếp từ livestream cũng như là trong group cộng đồng sinh viên Văn Lang. Và cũng mấy thầy cô cũng đã trả lời rất là nhiệt tình và hết mình với những câu hỏi, mà đặc biệt là có những câu hỏi cũng rất là hay. Ở phần gần cuối của chương trình thì em xin mời quý thầy cô sẽ gửi một lời chúc hoặc là một lời khuyên nào đó cho các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học sắp tới. Dạ, em mời thầy Hùng ạ. Chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng đã giúp cho quý vị là một số cái thông tin cần thiết. Riêng đối với các em học sinh thì thầy có cái lời như thế này. Các em là những người thế hệ trẻ rất là thông minh, nhưng nó sẽ thông minh khi các em chọn đạo Văn Lang, và thông minh hơn khi các em sẽ chọn ngành kế toán kim toán đạo Văn Lang. Chúc các em nhiều sức khỏe, học tập tốt, và thầy cô hy vọng sẽ gặp được các em tại trường đạo Văn Lang trong niên khóa tới với vai trò là những tân sinh viên K28 ngành kế toán kim toán đạo Văn Lang. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, bây giờ thì em mời cô Vân ạ.
Và kính chào các quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Thì hy vọng là cái buổi livestream tư vấn tuyển sinh về cái ngành kế toán thì giúp là cung cấp các bạn những cái thông tin hữu ích, giúp cho các bạn có được cái nhìn rõ ràng hơn, sâu sắc hơn về cái nghề kiểm toán và kế toán. Thì qua cái buổi livestream hôm nay thì cô hy vọng và cô chúc là các bạn có được nhiều sức khỏe, các bạn hãy tự tin và chúc các bạn có được cái kết quả tốt nhất, và hy vọng sẽ là gặp lại các bạn ở dưới một cái mái trường Văn Lang, đặc biệt là cái ngành kế toán của Đại học Văn Lang. Cảm ơn cô ạ. Một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức chương trình, em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới hai thầy cô ngày hôm nay đã cùng nhau ngồi đây suốt 90 phút để chúng ta giải đáp những câu hỏi của các bạn sinh viên cũng như là các quý phụ huynh. Và em cũng xin chúc quý thầy cô sẽ nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống ạ. Các bạn thân mến, Minh Khoa cũng rất là hy vọng là sẽ được gặp những gương mặt trẻ là K28 ngành kế toán trong một tương lai không xa các bạn nha. Các bạn thân mến, bây giờ là một thông tin mà chắc hẳn là rất là nhiều bạn học sinh đang quan tâm. Đó là từ ngày 10 tháng 6 tới ngày 10 tháng 7 năm 2022, thì trường Đại học Văn Lang thông báo chính thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 2 với các phương thức xét học bạ trung học phổ thông và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà bạn nào đã bỏ lỡ đợt xét học bạ đầu tiên hoặc là bạn muốn trải nghiệm đăng ký thêm một cái ngành khác thì các bạn có thể nhanh tay hoàn tất hồ sơ cũng như là nộp hồ sơ cho trường trong đợt 2 này nha. Và cuối cùng quay trở lại với livestream Văn Lang Q&A thân thuộc. Minh Khoa xin được mời quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sẽ đón xem chương trình định kỳ vào lúc 18 giờ tối thứ ba hàng tuần trên fanpage trường Đại học Văn Lang. Và chúng tôi hy vọng là qua chương trình thì tất cả quý vị sẽ có thêm được nhiều thông tin thiết thực và chúng ta có thể trao đổi trực tiếp những khúc mắc, những thắc mắc của mình với những giảng viên đang ngồi ở trường quay, và chúng tôi sẽ giải đáp tất cả tật những câu hỏi của tất cả các bạn học sinh. Bây giờ thì xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo nhé. Xin bạn luôn sẵn sàng, dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn phàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Họ đây xa xa đình đây, muôn khó khăn còn đây, cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng, dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn mang hành trang muôn vàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường.
sáng dương.